Sau đây thì tôi xin hướng dẫn cho các bạn phương pháp may hoàn thiện một áo sơ mi chất liệu cát hoặc chin phông hoặc bông bay, thì cái phương pháp may nó đều giống như nhau. Đây nó là chất liệu cát, có độ co giãn nhẹ cả chiều dọc và chiều ngang. Dạng cổ là dạng cổ tàu, nhưng mà vạt cổ hơi chéo, có nghĩa là cái dạng cổ tàu hơi lệch, do là cái phần nẹp bông của mình tròn sang hai bên, che kín phần nẹp bên dưới. Đây không phải là nẹp rời, mà đây là hai thân rời nhau nhưng mình chui đầu, bởi vì mình chắc liền từ đây đến phần xẻ giọt lẹ này. Đây là một dạng nẹp bông bản to, cân giữa hai bên, nhưng mà cổ tàu lệch. Hai bên đầu tay chúng ta hơi nhún nhẹ phần cửa tay, viền bọc hai đường mí gân nổi, có chiếc ngực đằng trước dáng suông. Gấu áo thì nhỏ. Đối với dòng chất liệu này thì chị em phụ nữ mặc sơ mi nó sẽ rất là mềm mại, nữ tính, mặc kết hợp được các loại chân đầm và quần Âu. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi may. Thì đây là cổ nhé, xem chi tiết này. Phần cổ của mình nó là một dạng cổ tàu ấy. Cổ tàu thì có một lớp, có hai loại mếch, loại lớp mếch vải dày cứng và một loại là mếch giấy. Để đây thì mình sẽ đi ép mếch này. Còn đây là sợi viền tay. Tay của mình là tay lỡ cho nên là mình sẽ viền cửa tay. Hai đôi tay, một đôi tay. Thân trước để thân sau này. Và đây là thân trước. Thì cái này mình sẽ phải đi vắt sổ trước nhé. Toàn bộ những cái này, cổ thì mình ép mếch và may lộn cho nên mình sẽ không phải ép. Còn những cái chi tiết này mình sẽ đi ép, đi vắt sổ. Vắt sổ các bạn mang theo vải thử máy vắt sổ xem có chuẩn không nhá. Dùng đúng vải của nó nhé. Dùng đúng vải để mình vắt sổ, mình thử xem là chất lượng đường vắt sổ ok không. Mổ quá xấu. Nhưng mà mình đã chỉnh nhà máy vắt sổ rồi, chỉ đẹp rồi, bắt đầu mình mới đi vắt sổ. Còn lưu ý là mặt phải nhé. Có dấu phấn là mặt trái, không có dấu phấn là mặt phải thì mình sẽ vắt sổ trên mặt phải. Thì riêng vòng cổ là mình tra bằng cổ nên là mình sẽ không vắt sổ. Vắt sổ từ vai sang nách. Các bạn vẫn phải nhớ là cái thao tác mà vắt sổ lúc cái vòng cong của nách là mình không được làm bay. Nhưng cái phần dọc thân này mình sẽ hơi kéo nhẹ một tí để vải này dễ bị co chiều dọc. Gấu thì nhẹ tay thôi. Cái lúc vắt sổ nó ảnh hưởng đến chất lượng sau khi mình may rất là nhiều, nên các bạn phải biết là cái đoạn nào bạn kéo tay và đoạn nào bạn để êm. Chiều dọc thân áo là hơi kéo nhẹ nhá. Vòng nách để êm. Cái chỗ dọc tay hơi kéo nhẹ. Thân trước cũng tương tự như vậy. Vắt sổ đến tay thì các bạn lưu ý là cửa tay mình viền nhé. Cho nên là phần cửa tay bên dưới này mình sẽ không vắt sổ. Mình chỉ vắt từ hai bên dọc tay và cái vòng đầu tay. Đối với cái vòng đầu tay này nó là vải thiên rất là nhiều. Khi mình cắt ấy nên là vải nó sẽ bị thiên.
nên là mình vắt, cố gắng mình vắt nhẹ tay thôi, hơi đẩy, hơi nâng cái phần tay lên một chút để đảm bảo là cái tay này của mình không bị bay. Những cái đoạn thiên các bạn phải hơi đẩy vào nữa. Phần sườn này mình lại phải hơi giữ tay nhẹ ra, kéo tay nhẹ ra. Bên kia cũng tương tự như vậy. Bây giờ mình sẽ may lên hai cái phần đường chiết nhé, hai phần chiết ngực. Áo sơ mi mặc dù là dáng suông nhưng mà chúng ta vẫn phải có cái đường chiết này để cho nó cái cầu ngực của mình đằng trước thân trước nó đỡ bị hớt áo, giống như cái váy suông là trước tôi đã hướng dẫn nhé. Thiết kế váy suông cũng như là áo dáng suông. Dáng suông mình vẫn cứ nên chiết ngực thì cái chiết chéo này nó làm cho nó chứa cái phần đó, phần ngực của người phụ nữ. Ngực trước mình cao, nếu mình không chiết như này thì khi mặc nó rất dễ hớt áo. Thường thường cái chiết này vẽ hơi xiên nhé, hơi xiên với các bạn khi may lưu ý đừng để nó bay quá. Giữ hai lớp vải này cho nó thật là chắc chắn, không các bạn để xô đi là cái chiết này của mình nó hay bị vặn lắm. Canh vải của cái chiết này nó sẽ không phải là chuẩn một góc 45 độ hay 90 độ hay là ngang, mà nó lại là thiên, mà nó lại không thiên đều, nên khi mình may mình hết sức lưu ý này. Cái nẹp này của mình ấy, mặc dù là áo chui đầu như cái nẹp của mình nó là cái nẹp dạng như nẹp bông, nên là bây giờ mình sẽ phải may cái phần nẹp nhé. Nẹp thì mình đã có cái đường lấy dấu sẵn rồi này, mình sẽ gập ngược cái thân áo ra ngoài đây, may lên đúng đường dấu phấn này. Cái phần này sẽ là phần mở nẹp. Sát mép phấn các bạn may miếng một lần. Bên này cũng tương tự như vậy. Mình tiếp tục, sau khi mà mình đã gập hai cái phần nẹp này rồi thì chúng ta sẽ úp hai mặt trái của vải vào nhau nhé. Hai mặt trái của vải thân trước này chúng ta chắp hai thân trước ở giữa thân trước vào với nhau, hai mặt trái của vải vào nhau này. Cái đường chỉ của chúng ta vừa xong chúng ta may đấy, hai cái đường chỉ đấy phải trùng nhau này, sắt thẳng lên phần cổ để xem là bằng nhau hay không. Xong rồi mình dàn đều, bắt đầu mình may từ dưới nhá. May từ dưới này, giữ chắc cái phần này. Mình may nhưng mà không phải may trèo lên đây đâu, may sát, cạnh sát đường cái mép gập này, cách khoảng 1 ly nhá các bạn nhá. Lưu ý vẫn phải sóng lên tận trên đầu này.
mục đích làm gì, khi mà mình là rẽ hai cái này ra thì nó sẽ không bị cộm nhá. Đây nó có cái phần sang dấu này, các bạn chỉ chắp lên đúng cái đường dấu phấn sang này thôi. Để hở cái đoạn từ đây lên để khi mà mình mặc là mình chui đầu được. Lại mũi chắc chắn nhé. Ta sẽ đi là rẽ cái này ra này, là rẽ ra đây, là rẽ cái này sang đây. Cái này nó sẽ là súp như thế này để nó che cái phần dưới này, và chúng ta là ly là toàn bộ những cái phần này nhé, phần thân trước này. Tay áo thì bây giờ mình sẽ viền tay này, ngửa mặt trái lên nhé. Dùng cái sợi viền chúng ta đã cắt sẵn rồi, chúng ta tay tra viền này. Cửa tay này của mình có thông số là 23 23, cả hai đường may của mình là 3 phân nữa là 26 26, và đây của mình là 30. Các bạn sẽ thu vào là 4 phân, nếu bạn lưu ý này. Còn 26 thôi đúng không? 23 cộng 3 là 26. Bạn lấy dấu đây 26. Cửa tay này phải chuẩn thông số, đến lúc khách người ta mặc lên ấy, không quá căng mà nó cũng không quá rộng. Mình để như vậy xong rồi mình sẽ kéo hết cỡ để cho cái sợi viền căng ra bằng cái phần tay áo của mình. Kéo đều từ bên, từ đầu nọ qua đầu kia bằng cái thân, bằng cái phần tay nhé. Tương tự như vậy, cửa tay bên kia. Mình tra cái sợi dây viền xong thì bây giờ chúng ta sẽ gói cái dây viền vào để gói mí nhé. Gói mí thì các bạn lưu ý này, bao giờ lúc mà mình gói mí thì mình nên kéo một chút cái phần thân này ra, kéo một chút ra để cho cái sợi viền này tự khắc nó cuốn ra. Mục đích của mình là để cho viền khỏi vặn, hai nữa là cái sợi viền tự nhiên người ta sẽ quấn, tự nhiên nó sẽ quấn vào để cho mình mí nó sẽ dễ hơn. Khi gói viền xong nó sẽ không bị vặn. Sợi viền phải che kín đường tra nhé. Cái đường tra này mình ấn cái này thẳng vào này, đấy, nó sẽ lé vào viền, mình tự khắc mình sẽ gói được sợi viền rồi, che kín đường tra không đấy nhé.
như này các bạn làm hai bên nó tương tự nhau thôi. Sau khi mà mình đã gói mí xong rồi, các bạn lưu ý đây, nhăn độ nhăn ở trên tay là rất là đều. Hai nữa là sợi viền thì thẳng và cái đường mí này của mình đều. Nhưng mà cái này của tôi lại thích thêm một cái đường bên ngoài nữa, nhìn như là giả mang xét các bạn ạ. Đây là cái cách làm, đây là sợi viền mà tôi để bản to ra một phân và tôi mí sang đường bên cạnh nữa, thì mình nhìn nếu như tưởng tượng đây nó không phải là ra sợi viền nữa mà như là một cái dạng mang xét nhỏ, nhìn cũng là một cái dạng rất là đặc biệt và xinh xắn lên nữa. Nó đều, nó không vặn, nhưng cái độ nhún của mình cả trên tay cũng rất là đều. Nên là cái cách mà mình muốn đều như này thì mình sẽ cái sợi viền khi mình tra đấy, các bạn phải kéo từ bên nọ qua bên kia để cho cái độ cầm nhăn nó cứ thật đều. Mình làm ít, mình không thay chân vịt mí, chứ các bạn dùng chân vịt mí thì cái đường mí nó rất là đều. Nên là phải làm khéo thì đường mí mới đều được, mình ngắm bằng mắt mà. Hai bên đường mí nó phải tương đối đều nhau như này, chứ không là một bên thì to tướng, bên bé thì những cái sợi viền nó sẽ không chuẩn. Bởi vì bình thường ấy, nếu mà muốn nó dịn ấy, thì nó hay dùng những cái loại ke. Các bạn đi ấy, nó có cái độ mí sẵn rồi thì ra nó rất là đều. Nên các bạn may bằng cái máy mà có chân vịt bình thường như này là phải căn rất là chuẩn thì đường mí nó mới đều đẹp như này. Còn không thì các bạn phải thay chân vịt đàng hoàng, cái loại chân vịt mí chuyên dụng thì là lên nó sẽ rất là đều, nếu như tay nghề của bạn còn đang hạn chế. Chắc phần sườn tay áo nhé, các bạn phải kiểm tra thông số này. Thông số của chúng ta cửa tay là 23 vẫn phải lấy dấu nhá. Đúng cái phần cửa tay này là 23 lấy dấu các bạn chắc. Để lên mục đích chính của mình là lên cái thông số cửa tay vừa chuẩn và hai bên phải đều nhau. Vải rất là dễ nhăn, các bạn lưu ý khi may, các bạn nhìn thao tác của tôi là lúc nào tôi cũng phải kéo dọc tay trước và tay sau. Bên này cũng tương tự như vậy.